Nếu như mà quay ngược cái bánh xe thời gian trở lại thì anh chị có muốn là một cậu con trai khác với Đức Phúc bây giờ không? Không, tuyệt đối không. Tuyệt đối không, nghĩa là... Bởi vì nhá, ngày xưa ấy, khi mà mình còn thanh niên ấy, là mình rất là đam mê đàn hát. Và cái lúc đi bộ đội ấy, thì mình cũng vào đoàn văn công của quân khu 1 ấy. Thực ra là gia đình có cái máu ấy rồi. Thế xong rồi về đến cái lúc mà yêu nhau thôi ấy, thì mình với vợ mình suốt ngày là cứ dỗi là đi quán karaoke. Thế xong rồi đến cái lúc mà lấy nhau về rồi ấy, gia đình rất là gọi là khó khăn. Mình thì đi làm lái xe, thế nhưng mà mình thấy là chở các sếp đi mà cứ vào quán karaoke này, quán karaoke kia ấy, thì mình rất là thích karaoke. Thế thì về mình dựng lên một cái dàn karaoke nhưng mà toàn đồ tàu. Mình và vợ cứ suốt ngày hát karaoke, đến lúc thằng cu này học để thi ấy, mọi người vào cái tối thứ sáu mọi người đến chơi vàng khu này phải học để thi, ăn xong mình vẫn mở karaoke để hát, thì bảo là để yên cho nó học. Và cái chuyện học là nó phải học, còn hát mình vẫn phải hát, còn hát là mình phải hát. Bởi vì sau này khi mà vào làm việc nhá, nó đang ngồi làm việc của nó mà người khác làm gì bảo ông im đi để tôi làm việc, không có đó. Bởi vậy cho nên tất cả mọi cái nó đều là cái sự rèn luyện cả. Chính vì bố mẹ hát karaoke ở trên và nghe, ngồi trên gác học nghe lỏm ấy, thì cũng có cái thích thích thấm vào, cũng có cái thích thích trong thỉnh thoảng rảnh là cũng tham gia một bài. Thế thì có một lần tham gia một bài hát gọi là Hương Ngọc Lan ấy, vâng. Thì có chú em rể, chú nghe một cái chú bảo ô thằng chóe này nó hát là ra vấn đề chất đấy. Đúng không? Thằng này giọng thằng này có chất. Nhưng mà giờ ta nói câu chuyện thế hệ nhá. Cái thưởng thức âm nhạc là tôi nghĩ rằng nó cũng khác nhau. Thì bây giờ các cái bài hát kiểu mới mới như thế của Đức Phúc chẳng hạn thì anh chị có thích không? Có chứ. Mình thì có thể là tuổi cũng nhiều rồi nhưng cái tính thì rất là thanh niên. Mà thậm chí là quan hệ và giao lưu cũng toàn thanh niên. Bởi vậy cho nên là mình cũng có cái ý thích như thanh niên. Thôi, ba mẹ em là thuộc bài của em. Không phải thuộc riêng mỗi bài của em, thuộc bài của Eric, thuộc bài của Hòa. Yeah. Chị rất vui vì điều đấy. Thuộc bài của rất nhiều ca sĩ các bạn trẻ hát đúng không? Karaoke là toàn hát mấy bài đấy. Trời ơi, giờ này mà mẹ em còn là Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi là anh biết. Trời ơi.